Chào bạn, ở video này tôi sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho bạn cách đăng ký tài khoản và mua khóa học trên kinhdoanhonlinez.com. Thì sẽ có hai cách để chúng ta làm công việc này. Cách đầu tiên là chúng ta có thể đăng ký một tài khoản, sau đó chúng ta kích hoạt tài khoản và lựa chọn khóa học để chúng ta mua. Cái cách thứ hai là chúng ta có thể tạo tài khoản trong lúc mà chúng ta tiến hành thanh toán luôn, đúng không ạ? Thì tôi sẽ hướng dẫn bạn lần lượt hai cái cách này. Ok, cách đầu tiên thì chúng ta sẽ click vào đăng ký. Ở cái form này thì các bạn sẽ tiến hành đăng nhập đầy đủ thông tin vào đây, đúng không ạ? Rồi tôi sẽ tiến hành đăng nhập thông tin của tôi vào. Cái tên đăng nhập này thì các bạn có thể sử dụng địa chỉ email của bạn luôn. Rồi, tôi sẽ dán cái email vào đây. Rồi, số điện thoại. Rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ tạo mật khẩu, đúng không ạ? Rồi tôi sẽ tạo mật khẩu. Mật khẩu để cho nó bảo mật thì các bạn nên gõ ít nhất là 8 ký tự. Có chữ thường, chữ hoa, số và ký tự đặc biệt, đúng không ạ? Rồi bước tiếp theo thì chúng ta sẽ click vào đăng ký. Rồi tiếp theo thì chúng ta cần phải xác nhận cái địa chỉ email này là email của chúng ta. Rồi tôi sẽ đăng nhập vào địa chỉ email, cái địa chỉ mà tôi đã đăng ký tài khoản với Kinh doanh Online AZ này, đúng không ạ? Địa chỉ này đây. Rồi tôi sẽ tiến hành đăng nhập vào. Đây, đây là cái email mà Kinh doanh Online AZ gửi đến cho chúng ta để chúng ta kích hoạt tài khoản, đúng không ạ? Chúng ta sẽ click vào cái link này để kích hoạt tài khoản. Rồi, chúng ta đã xác nhận email thành công rồi thì chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập. Nếu chúng ta kéo xuống đây chúng ta tiến hành đăng nhập thôi. Rồi, click vào đăng nhập. Rồi, bước tiếp theo thì các bạn lựa chọn cái khóa học mà các bạn muốn mua và các bạn tiến hành mua và thanh toán, các bạn. Ví dụ ở đây tôi muốn mua khóa học công thức thành công. Tôi click vào khóa học này, các bạn. Tôi click vô thêm vào giỏ rồi xem giỏ hàng. Đó. Thì bạn có thể mua thêm khóa học khác cũng được, đúng không ạ? Rồi các bạn click tương tự thôi, đúng không ạ? Ví dụ khóa học bí mật sell top này chẳng hạn. Rồi cũng bấm thêm vào giỏ. Rồi. Xem giỏ hàng, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ có hai sản phẩm hiện ở đây. Đó, thì bạn có thể xóa bớt hay là thêm đều được, đúng không ạ? Rồi bước tiếp theo thì các bạn sẽ click vô tiến hành thanh toán. Rồi bạn điền thông tin vào đây, đúng không ạ? Rồi số điện thoại của bạn. Rồi địa chỉ, đúng không ạ? Rồi các bạn lựa chọn hình thức. Thì đa phần mọi người sẽ sử dụng cái hình thức là chuyển khoản ngân hàng. Rồi chúng ta sẽ click vào tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ click vào đặt hàng. Ok. Cái công việc của chúng ta tiếp theo là chúng ta sẽ chuyển khoản, đúng không ạ? Đến cái số tài khoản này. Đây cái số tiền mà chúng ta cần phải thanh toán đây. Đây chúng ta sẽ cũng nhận được một cái email. Rồi, tôi quay trở lại này. Đây, đúng không ạ? Rồi, cái công việc của bạn là sẽ chuyển khoản vào cái số tài khoản này, đúng không ạ? Số tài khoản ở đây. Và nội dung chuyển khoản thì bạn nhớ ghi cái số đơn hàng này, cái mã số đơn hàng này, số điện thoại và tên của bạn.
để KinzoiOnlineAZ tiến hành kích hoạt tài khoản cho bạn. Ok, đấy là cái cách đầu tiên. Ok, tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn bạn cái cách thứ hai để đăng ký tài khoản trên KinzoiOnlineAZ.com và mua khóa học. Rồi cái cách thứ hai thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ lựa chọn một cái khóa học mà chúng ta muốn mua, đúng không ạ? Ví dụ ở đây tôi lựa chọn cái khóa học công thức thành công. Rồi tôi click thêm vào giỏ, đúng không ạ? Thêm vào giỏ. Rồi click vô xem giỏ hàng. Các bạn có thể lựa chọn nhiều khóa học nhé. Và các bạn có thể thêm bớt tùy ý. Rồi tiếp đến thì tôi click vô tiến hành thanh toán. Rồi chúng ta sẽ điền đầy đủ cái thông tin vào đây, đúng không ạ? Nếu như chúng ta có tài khoản rồi thì chúng ta click vào đây để chúng ta đăng nhập. Còn chúng ta chưa có tài khoản thì chúng ta sẽ tiến hành điền thông tin vào đây, đúng không ạ? Họ tên của bạn. Ví dụ ở đây là Nhất Đạt. Rồi số điện thoại. Địa chỉ email của tôi. Địa chỉ email thì tốt nhất bạn sử dụng cái địa chỉ email mà bạn hay sử dụng nhất, đúng không ạ? Rồi địa chỉ. Rồi bạn sẽ lựa chọn cái hình thức thanh toán. Thường thì chúng ta sẽ lựa chọn là chuyển khoản ngân hàng. Đây, bạn sẽ sử dụng mã đơn hàng của bạn trong phần nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ được giao sau khi chuyển tiền, đúng không ạ? Rồi chúng ta click vào đồng ý điều khoản. Rồi click vào đặt hàng. Chúng ta chờ để đơn hàng xử lý, đúng không ạ? Ok, khi mà chúng ta nhận được cái thông tin này thì là đơn hàng của chúng ta đã được nhận rồi. Công việc tiếp theo của chúng ta là chuyển khoản cho số tài khoản này. Nhớ ghi nội dung là mã đơn hàng và số điện thoại của bạn ở trong nội dung chuyển khoản, đúng không ạ? Và chúng ta cũng nhận được cái email. Đây, chúng ta sẽ nhận được cái email đây. Đúng không? Đây, đơn hàng của chúng ta được đặt đây. Rồi, cái tài khoản của chúng ta thì chúng ta sẽ click vào cái email này, đúng không ạ? Cảm ơn bạn đã tạo tài khoản. Thì công việc của chúng ta là sao chép cái mật khẩu này, đúng không ạ? Sao chép copy này. Và bạn click vào cái link ở đây để tiến hành đổi mật khẩu và cập nhật những cái thông tin cần thiết, đúng không ạ? Đây, chúng ta click vào đây. Thì để thay đổi cái tên hiển thị của bạn thì bạn có thể click vào đây để thay đổi, đúng không ạ? Rồi các bạn đổi mật khẩu, dán cái mật khẩu mà KinzoiOnlineAZ đã tạo tự động cho bạn ở đây, đúng không ạ? Bạn sẽ sao chép và dán vào đây. Rồi bạn click vào đây để bạn đổi mật khẩu thôi. Bạn lưu ý là mật khẩu phải có ít nhất là 8 ký tự, có chữ thường, chữ hoa, số và ký tự đặc biệt để tăng bảo mật, đúng không ạ? Rồi click lưu thay đổi. Đó, đây là cái cách tạo tài khoản tiếp theo. Sau khi thay đổi mật khẩu, đúng không ạ, thì bạn sẽ được nhận một cái email là mật khẩu đã thay đổi. Đó, đúng không ạ? Ok, như vậy là tôi đã hướng dẫn bạn hai cái cách để chúng ta có thể tạo tài khoản và mua khóa học trên KinzoiOnlineAZ.com rồi. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video sau. Chúc bạn thành công.